Mở đầu cảnh phim là khung cảnh độ kiếp phi thăng cảnh Dương Chân Nhân của Thanh Sơn Tông. Khác với người dân đang hiếu kỳ quan sát, bên trong tử lâu Minh Đô yêu nhân tên Âm Tam đang ngồi trước bàn lẩu nóng, miệng cứ lãi nhãi liên miên không ngừng. Thanh Sơn Tông đệ tử Triệu Lạp Nguyệt thì yên lặng bình tĩnh nhìn Âm Tam nói nhảm. Lúc này bên ngoài tử lâu có người xuất kiếm chém chết Âm Tam, chính là mạnh sư của Thanh Sơn Tông. Một đám đệ tử Thanh Sơn Tông nhanh chân chạy đến, Triệu Lạp Nguyệt kéo theo thi thể Âm Tam ra ngoài. Các cao thủ Thanh Sơn Tông trở về, Phật tử của Quả Thành Tự cũng xuất hiện, cường giả khắp nơi tụ tập nơi đây. Triều Thiên Đại Lục đã hơn 1.000 năm chưa có ai phi thăng. Bây giờ cảnh Dương của Thanh Sơn Tông phi thăng dẫn đến cường giả khắp nơi đến đây chứng kiến, cũng có đại tế tư Minh Bộ muốn ngăn cảnh Dương độ kiếp. Trưởng môn Thanh Sơn Tông xuất kiếm phản kích, phía trên thương khung chiến đấu rền vang u ám, cảnh Dương dùng kiếm của mình chém ra một con đường thông thiên. Bầu trời lấy lại ánh sáng, cuối cùng thành công phi thăng, mọi người cùng nhau quỳ bái cung tiễn tổ sư của bọn họ, còn Triệu Lạp Nguyệt vẫn một đường kéo Âm Tam từng bước rời đi. Ở một nơi gần đó, một nam tử gương mặt tuấn tú thoát tục tên Tỉnh Cửu đang tự nói một mình với thi thể nằm trên bệ đá, từ thi thể hắn tạo ra một chiếc vòng tay màu bạc rồi rời đi. Tỉnh Cửu đi vào một thôn nhỏ bình yên, nơi cậu đi qua đều khiến cho người dân lẫn động vật đều phải nhìn theo. Lúc này thôn dân tụ tập chiêm ngưỡng Tỉnh Cửu, trong khi đám người đang còn thảo luận thì thôn trưởng đi đến, vừa nhìn Tỉnh Cửu liền quỳ bái Tỉnh Cửu. Đám người nghe được tiên sư liền đồng loạt quỳ bái. Tỉnh Cửu cũng nói ra muốn ở lại đây một thời gian, gặp được một cậu bé và đặt tên là Liễu Thập Tuế, cha mẹ cậu bé cũng vui lòng đón nhận. Tỉnh Cửu để Liễu Thập Tuế dạy cậu công việc sinh hoạt thường ngày. Dù Liễu Thập Tuế rất kinh ngạc tại sao người như Tỉnh Cửu lại muốn học những thứ này, nhưng khiến Liễu Thập Tuế ngạc nhiên là tất cả việc đó Tỉnh Cửu chỉ nhìn một lần có thể làm tốt hơn bất kỳ ai. Sau một thời gian thì Tỉnh Cửu cũng không muốn làm nữa, hắn muốn hóa phàm tu hành nhưng vì quá lười nên không thích làm những việc đó. Liễu Thập Tuế cùng Tỉnh Cửu trò chuyện, tiếp đó là những ngày Tỉnh Cửu dạy lại Liễu Thập Tuế. Bên trong Thanh Sơn Tông, Lôi Phá Vân bị người đánh hôn mê bất tỉnh, Nguyên Kỵ Kình của Thượng Đức Phong muốn điều tra vụ việc gỗ lôi hồn, nhưng vị tân trưởng môn của Thanh Sơn Tông không đồng ý, bởi vì thời buổi rối ren dễ làm người hoang mang. Trở lại với Liễu thôn yên bình, sau khi được Tỉnh Cửu chỉ dạy, Liễu Thập Tuế bắt đầu tiến hành tu luyện. Tỉnh Cửu thì lười nhát nằm trên ghế trúc. Liễu Thập Tuế tuy tuổi nhỏ ham chơi nhưng vẫn lanh lẹ hiểu chuyện phục dịch cho Tỉnh Cửu. Cậu bé cũng thán phục nhan sắc của Tỉnh Cửu, hai người thời gian rảnh rỗi cũng trò chuyện nhân sinh. Liễu Thập Tuế tuy học ít nhưng tư chất thông minh, có thể hiểu một phần nào trong lời nói của Tỉnh Cửu. Lúc này lữ sư của Thanh Sơn Tông xuất hiện, là người phụ trách bồi dưỡng đệ tử ngoại môn của Thanh Sơn Tông, biết được Liễu thôn có Liễu Thập Tuế là hạt giống tu đạo bẩm sinh trăm năm khó gặp, cho nên lữ sư đích thân đến đây điều tra thực hư. Nhưng khi lữ sư nhìn thấy Tỉnh Cửu thì gương mặt anh tuấn thu hút, lão tu hành bao năm gặp qua không ít người đẹp cũng không sánh bằng với Tỉnh Cửu. Trong tu hành lưu truyền một câu nói, người cực tuyệt ắt bất phàm, cho nên lữ sư ngoại trừ Liễu Thập Tuế cũng mời chào Tỉnh Cửu gia nhập Thanh Sơn Tông. Sáng sớm hôm sau, lữ sư dẫn theo hai người lên núi, có lẽ vì tiện chăm sóc cho Tỉnh Cửu, Liễu Thập Tuế đem theo cái ghế trúc cùng đống đồ sinh hoạt trà má. Sau một hồi đi đường đã đến sơn môn của Thanh Sơn Tông, phía trước cổng có một vị trung niên tên Minh Hưng Quốc, là người ghi danh của Thanh Sơn Tông. Khi ông nhìn thấy Tỉnh Cửu thì chăm chú ngắm nhìn thán phục, nhưng nghe lữ sư nói hạt giống tu đạo lại là Liễu Thập Tuế thì ngạc nhiên. Minh Hưng Quốc nhanh chóng ghi danh cho hai người, trong lúc ông còn đang muốn cổ vũ vài câu thì Liễu Thập Tuế cùng Tỉnh Cửu đã đi mất tiêu, lữ sư cũng ngự kiếm tiến vào. Bên trong sân tụ tập đám đệ tử ngoại môn Thanh Sơn Tông, khi thấy gương mặt đẹp trai Tỉnh Cửu thì cả đám nữ đệ tử đều mê muội ngắm nhìn. Tiếp đó lữ sư phân phát khẩu quyết nhập môn, đại đạo của Thanh Sơn Tông chia làm 3 tầng cảnh giới, gồm sơ cảnh, thứ cảnh, đại cảnh, trong đó sơ cảnh gồm 2 giai đoạn, một là hữu nghi, hai là bão thần, đạt đến bão thần cảnh viên mãn có thể tham gia thử thách nội môn. Sau khi thông qua sẽ vào tẩy kiếm các nội môn học tập, lúc đó mới bắt đầu bước trên đại đạo tu hành. Bước vào chi thông và thủ nhất của thứ cảnh có thể lấy kiếm, chi thông cảnh viên mãn có thể dùng kiếm để bay. Khi đến thủ nhất cảnh viên mãn thì kiếm hoàn đã thành, có thể tham gia đại hội tỷ thí thừa kiếm, biểu hiện tốt sẽ được cửu phong thu nhận làm đệ tử. Sau đó được gọi là đại cảnh, tiến vào vô chương cảnh có thể thu kiếm vào trong cơ thể, trở thành cao thủ thực sự của giới tu hành. Trong lúc lữ sư đang giảng giải thì Tỉnh Cửu đã nằm ngủ, Liễu Thập Tuế thì chăm lo sửa soạn đồ đạc. Sau khi biết Liễu Thập Tuế là hạt giống tu đạo bẩm sinh, đệ tử ngoại môn Tiết Vịnh Ca liền tiến đến chào hỏi bắt chuyện, nhưng Liễu Thập Tuế nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi theo Tỉnh Cửu, khiến Tiết Vịnh Ca đơ người tại chỗ. Ngục giam của Thanh Sơn Tông, Nguyên Kỵ Kình nhìn Lôi Phá Vân thần trí trở nên bất ổn, ông đang suy nghĩ tân trưởng môn che giấu điều gì đó. Ngày mới bắt đầu, lữ sư nghiêm túc giảng dạy đám đệ tử, nhưng khi không thấy Tỉnh Cửu thì bực bội vô cùng, nhắc nhở đám người tu hành chăm chỉ sẽ có ngày cưỡi kiếm lướt trên cửu phong thanh sơn. Sau khi lữ sư rời đi, đám người xung quanh viết ra vấn đề trong khi tu hành, rồi đến nhờ Liễu Thập Tuế chỉ điểm giải hoặc. Tiết Vịnh Ca thấy Liễu Thập Tuế ngộ tính rất cao, cùng chung chí hướng với hắn, thế là Tiết Vịnh Ca tiến đến khuyên Liễu Thập Tuế cắt đứt quan hệ với Tỉnh Cửu, thì bị Liễu Thập Tuế tức giận phản bác, cậu có thể giải đáp câu hỏi của mọi người chính là nhờ Tỉnh Cửu chỉ điểm. Trong lúc đám người đang bàn tán thì Tỉnh Cửu xuất hiện, Tiết Vịnh Ca khiêu khích Tỉnh Cửu chỉ điểm cho mọi người, hắn muốn xem Tỉnh Cửu mất mặt. Từng người tiến lên đưa ra vấn đề của mình, Tỉnh Cửu cũng từng người giải đáp thắc mắc. Tiết Vịnh Ca mới đầu còn không tin, nhưng khi thấy câu trả lời của Tỉnh Cửu cũng há hốc mồm. Lúc này lữ sư quay trở về, nghe được Tỉnh Cửu đang giải đáp vấn đề tu hành cho mọi người thì ngạc nhiên, cũng biết được Tỉnh Cửu ngộ tính rất cao,
nhưng Thanh Sơn Tông vì muốn kiểm tra ngộ tính của đệ tử, cho nên không được thỉnh giáo đồng môn. Nhưng khi nghe Tỉnh Cửu bảo quy tắc của Thanh Sơn Tông là sai thì tức giận, đang còn muốn khiển trách thì bên ngoài có động tĩnh lớn, thì ra là Triệu Lạp Nguyệt lần đầu ngự kiếm đã xuyên mây tạo sấm. Lữ sư khi biết Tỉnh Cửu ngộ tính cao sâu, liền nhắc nhở hắn muốn đi xa trên con đường tu hành, phải nên học cách ẩn giấu bớt tài năng. Muốn giúp đồng môn có thể dùng cách khác, nhưng khi nghe Tỉnh Cửu nhắc đến Nam Vọng Phong chủ Thanh Dung Phong, Lữ sư hiếu kỳ sao hắn có thể biết được thân thế của Nam Vọng. Thời gian tiếp theo Tỉnh Cửu vẫn nằm trên ghế trúc không có tu luyện gì cả. Lữ sư muốn khuyên giải Tỉnh Cửu nhưng thấy hắn tính cách lười biếng, thế là ông thở dài từ bỏ ý định với Tỉnh Cửu, đặt toàn bộ tâm tư vào Liễu Thập Tuế. Chớp mắt một năm trôi qua, Liễu Thập Tuế mang theo thần bão cảnh viên mãn tham gia kỳ thi nội môn. Bên trong phòng khảo hạch nội môn, chân nguyên và kiếm thai trong người Liễu Thập Tuế cộng hưởng, âm thanh vang vọng cả Nam Tùng Đình. Sau đó Liễu Thập Tuế vượt qua kỳ thi nội môn, bước vào hàng ngũ thiên tài tu đạo của Đại Lục Triều Thiên. Tỉnh Cửu dặn dò đại đạo nguy hiểm và xa vời, Liễu Thập Tuế rơi lệ từ biệt Tỉnh Cửu, bởi vì Liễu Thập Tuế sẽ ở giữa các phong không còn quay trở về nữa. Còn Tỉnh Cửu vẫn nằm ghế trúc, mặt thế đời thay đổi chưa từng rời tiểu viện nửa bước. Thời gian lại một năm trôi qua, Tỉnh Cửu bước ra khỏi tiểu viện, tiên sư nội môn lại đến, đám đệ tử đang thảo luận ai sẽ tham gia khảo hạch nội môn, thì lúc này Tỉnh Cửu xuất hiện tiến vào. Trong lúc đám người cãi vã nhau thì bên trong truyền ra chấn động, Tỉnh Cửu bước ra đám người cùng nhau chúc mừng, còn hai vị tiên sư khảo hạch cũng biết Tỉnh Cửu không đơn giản. Thanh Sơn chi đỉnh trời xanh mây trắng, năm thanh kiếm cùng thân ảnh năm vị cao thủ Thanh Sơn Tông hiện thân, chính là năm vị phong chủ. Nam Vọng phong chủ Thanh Dung Phong lên tiếng, tại sao lại treo tranh Cảnh Dương trong tiểu lâu nội môn, ông ấy phi thăng chứ đâu có chết. Muốn động viên đệ tử thì để ở Tẩy Kiếm Các, sao lại để ở chỗ người chết? Thanh Sơn Tông lúc trước 9 phong có 9 kiếm, nhưng Cảnh Dương phi thăng lại đem 2 kiếm đi, thực lực của Thanh Sơn Tông từ đó tổn thất rất lớn, cũng nhắc đến lớp trẻ như Triệu Lạp Nguyệt và Liễu Thập Tuế. Nguyên Kỵ Kình đang nghi ngờ Liễu Thập Tuế có phải là hạt giống tu đạo bẩm sinh hay không, thì Nam Vọng nói ra tân trưởng môn đã đích thân kiểm tra vào một năm trước. Chị Yến từng điều tra Liễu Thập Tuế, trước khi nhập môn đã học được Ngọc Môn Thổ Khí Pháp, là bí pháp của Thiên Quang Phong, chị Yến lo lắng Thiên Quang Phong đã có trác thiên tài. Nay lại thêm Liễu Thập Tuế gia nhập, Thượng Đức Phong bọn họ không thể bỏ lỡ Triệu Lạp Nguyệt nữa. Chị Yến cũng nhắc đến Tỉnh Cửu nhưng Nguyên Kỵ Kình lại chán ghét tính cách lười biếng của Tỉnh Cửu. Lúc này bên dưới Lôi Phá Vân điên loạn bị xiềng xích giam cầm, mà việc Lôi Phá Vân bị nhốt là do hắn ra tay với trưởng môn. Còn Tỉnh Cửu đang cùng đám đệ tử nội môn tham quan tranh vẽ các tiền bối của Thanh Sơn Tông. Thanh Sơn có một quy định, đệ tử nội môn phải đến Vân Hành Phong lấy một thanh kiếm thuộc về mình, càng lên cao thì phẩm chất kiếm càng mạnh, đồng thời cũng rất nguy hiểm, đã lấy thì cũng có lúc trả về, nên mỗi khi cao thủ Thanh Sơn Tông sắp hết tuổi thọ, họ đều đến Vân Hành Phong để trả kiếm lại núi, tạo phúc cho người sau. Mà người sắp trả kiếm chính là lão giả Mạc Sư Thúc ở Tàng Thư Các này. Ông nhớ lại nhiều năm trước trong lúc luyện kiếm, được Cảnh Dương đi qua khen kiếm tốt, cùng với câu có thể dùng để nằm. Sau đó Mạc Sư Thúc làm điển tịch ở Tàng Thư Các, làm một lần đến 300 năm, thời gian này ông ít tu hành, tuổi thọ cũng đã đi đến điểm cuối. Lúc đi lên Vân Hành Phong thì nghe Tỉnh Cửu muốn kiếm của mình, Mạc Sư Thúc không tức giận mà nói với Tỉnh Cửu, muốn kiếm của lão thì phải dùng bản lĩnh tự lấy. Lúc này một tên đệ tử gần đó nhắc nhở Tỉnh Cửu đã hứa thì phải làm, nếu không hắn sẽ không cho cậu tham gia đại hội thừa kiếm. Tỉnh Cửu không quan tâm chuẩn bị rời đi, thì Cố Hàn dẫn theo đệ tử Lưỡng Vọng Phong đi đến, trong đó cũng có Liễu Thập Tuế. Khi nhìn thấy Tỉnh Cửu thì Liễu Thập Tuế vui vẻ chạy đến. Nghe được đám đệ tử nói ra quan hệ của hai người, Cố Hàn trong lòng nóng giận liền sai người đánh phạt Liễu Thập Tuế, Tỉnh Cửu chỉ lắc đầu rời đi. Tiếp đó Cố Hàn dẫn Liễu Thập Tuế đi lên một ngọn núi, sau đó Liễu Thập Tuế lấy ra kiếm của mình chuẩn bị lần đầu ngự kiếm. Vừa lên kiếm điều khiển thì Liễu Thập Tuế đã bị lọt xuống dưới vực sâu, hai người đang lo lắng cậu bị ngã chết thì Liễu Thập Tuế ngự kiếm bay lên. Mới đầu còn khó khăn nhưng từ từ cậu đã ổn định lại. Cố Hàn cũng dặn dò không để Liễu Thập Tuế gặp Tỉnh Cửu nữa, người Lưỡng Vọng Phong không được phép làm người hầu.